Đối tượng Phạm Minh Thắng sinh năm 1986 tại ấp Tân Ngãi, xã Thành Ngãi, huyện Mò Cầy, tỉnh Bến Tre vừa bị công an huyện Nam Hà bắt giữ về tội hủy hoại tài sản. Trước đó khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 5, sau khi đánh pizza về, Thắng về nhà ông Phạm Văn Minh tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà là chủ thuê Thắng làm công nâu đai. Về nhà, Thắng rủ bạn ngồi nhậu và được chủ nhà nhắc nhở vì đêm đã khuya, hai bên to tiếng cãi nhau. Sẵn trong người có hơi men, Thắng thấy có can xăng 10 lít, nên đã mở nắp đổ xăng ra nền nhà và bật quẹt đốt. Tới vậy mọi người đã dập tắt ngọn lửa. Mặc dù được can ngăn nhưng Thắng vẫn tiếp tục đổ hết xăng trong can và bật lửa đốt lần hai. Hậu quả căn nhà ba gian mái lợp tôn tường được đóng bằng gỗ, nền xi măng của ông Minh có diện tích là 168m2 và toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng trên 100 triệu đồng. Hiện công an huyện Lâm Hà đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ.